Cảnh đầu tiên là rất là đơn giản, không có gì tâm lý phức tạp hết. Em đứng như lan can này, anh đến 1, 2, 3 em nhảy xuống chấm. Ok. Thôi em làm đi. Tâm lý đơn giản hả? Rất đơn giản thôi, không có gì khó hết. Anh nghĩ đơn giản quá, em làm đi. Không có bảo hiểm gì hết, Tuấn là anh tự làm luôn, không có bảo hiểm nha. Ok, mua đất chưa?